Vâng, và chào mừng quý vị khán giả đã theo dõi trên kênh YouTube Định Hóa Media và cũng như quý khán giả yêu thích bộ môn bóng chuyền. Hiện tại trên nhà thi đấu của Đại học Sư phạm Thái Nguyên đang chuẩn bị diễn ra trận đấu khai mạc bộ môn bóng chuyền ra hội khỏe phù đồng lần thứ 10 năm 2024 khu vực 2 tại Thái Nguyên. Trước mắt chúng ta đang theo dõi sẽ diễn ra trận đấu đầu tiên của bộ môn bóng chuyền giữa chủ nhà Thái Nguyên gặp các bạn trẻ của Vĩnh Phúc. Và trên sân lúc này các vận động viên của Thái Nguyên sẽ mang trang phục áo màu đen. Ở bên tay trái phía màn hình quý vị đang theo dõi. Và các vận động viên nam của Vĩnh Phúc mang trang phục áo màu đỏ ở bên phía tay phải phía màn hình quý vị đang theo dõi. Trọng tài đang làm thủ tục để các vận động viên ra sân thi đấu. Đây cũng là trận đấu đầu tiên khai mạc của môn bóng chuyền ra tại hội khỏe phù đồng lần này. Và các vận động viên chủ nhà Thái Nguyên sẽ mang trang phục áo màu đen ở bên tay trái phía màn hình quý vị đang theo dõi. Và các vận động viên của Vĩnh Phúc sẽ bên tay phải mang trang phục áo màu đỏ. Và trận đấu đã được bắt đầu. Và tại hội khỏe phù đồng lần thứ 10 khu vực 2 tại Thái Nguyên sẽ diễn ra từ ngày 23 đến ngày 31 tháng 5. Và đây là nội dung bóng chuyền hơi ngày khai mạc đầu tiên. Huấn luyện viên trưởng của các vận động viên Thái Nguyên đang làm thủ tục. Bóng chuyền ra anh Hoàng ơi. Bóng chuyền ra nhá anh Hoàng nhá, không phải bóng chuyền hơi đâu. Khán giả trên sân đang tích cực cổ vũ cho cả hai đội thi đấu trong buổi sáng ngày hôm nay. Và đây cũng là trận khai mạc của bộ môn bóng chuyền. Em nói nhầm đấy anh ạ. Kiểu hay đi quay bóng chuyền hơi quá nên là nói nhầm. Bóng trước. Học sinh anh ơi, cái này giải này hội khỏe phù đồng toàn học sinh cấp 1, cấp 2 mà. Và sau pha bóng đầu tiên, các vận động viên Vĩnh Phúc đã có điểm số đầu tiên. Của
Thái Nguyên đã san bằng được điểm số. Một đều. Tài xác định bóng ra ngoài sân, điểm cho Thái Nguyên 2-1. Rất đáng tiếc. Một pha chắn bóng, bóng ở trong sân. Điểm 2 đều cho Vĩnh Phúc. Điểm hiện tại đang là 3-2, tạm thời nghiêng về Thái Nguyên. Rất đáng tiếc. Điểm cho Vĩnh Phúc 3-0. Một pha phát bóng ghi điểm của các vận động viên Vĩnh Phúc, 4-3 cho Vĩnh Phúc. Tiếp tục là một pha bỏ nhỏ của các vận động viên Vĩnh Phúc, ghi điểm 5-3. Có vẻ như các vận động viên của Thái Nguyên đang hơi bị bất ngờ sau những pha bóng vừa rồi. Do ánh sáng trên sân cũng hơi yếu nên chất lượng video không được như mong muốn. Nhưng mà quý vị theo dõi thông cảm. Điểm 6-5 cho Vĩnh Phúc sau tình huống bóng vừa rồi. Sơn điểm tiếp tục cho Vĩnh Phúc 7-5. Thế trận vẫn đang tạm nghiêng về các vận động viên của Vĩnh Phúc. Họ đang chờ với tâm trạng tốt hơn các vận động viên chủ nhà. Điểm tiếp tục cho Vĩnh Phúc 8-5. Thank you.
ta đang theo dõi giải bóng chuyền hơi, xin lỗi, giải bóng chuyền ra nội dung trong thua khỏe phù đồng toàn quốc lần thứ 5, lần thứ 10 năm 2024, khu vực 2 tại Thái Nguyên. Sau 3 bóng vừa rồi, Thái Nguyên đã có điểm 8 đều. Bóng không thành công. Điểm cho Vĩnh Phúc 9-8. Các vận động viên chủ nhà Thái Nguyên có phần khởi động chưa được tốt cho lắm ở trận đấu đầu tiên. Vâng, và sau pha bóng vừa rồi, Thái Nguyên đã cân bằng điểm số 9 đều. Bóng vẫn còn trên sân. Rất hay. Chúc mừng các vận động viên Thái Nguyên, điểm 11-9. Vĩnh Phúc xin tạm dừng hội ý. Đến với giải hậu khỏe phổ đồng toàn quốc lần thứ 10 này, các đoàn của tỉnh Thái Nguyên đều tham dự 11 nội dung. Hiện tại thì đoàn Thái Nguyên vẫn đang đứng đầu toàn đoàn về huy chương, và đứng thứ hai đang là đoàn Hải Phòng. Và thời gian tập dừng hội ý đã hết, hai đội tiếp tục ra sân thi đấu. Bóng không qua lưới, tiếp tục điểm cho Thái Nguyên 13-9. Với lợi thế chủ nhà, các vận động viên của Thái Nguyên dần dần lấy lại được thế trận của mình. Bóng trong sân, điểm rút ngắn xuống cho Vĩnh Phúc 10-12. Bóng trong sân, điểm Thái Nguyên 13-10. Quý vị có thể xem lại diễn biến của trận đấu với chất lượng tốt hơn trên kênh YouTube Định Hóa Media nhé. Rồi trọng tài xác định điểm cho các vận động viên Vĩnh Phúc 11-13. Do đường truyền không được ổn định nên quý vị có thể xem lại trên kênh, sẽ được đăng tải
có ít phút. Bóng trong sân, điểm 14-11 cho Thái Nguyên. Cho Vĩnh Phúc 12-14. Bóng chạm tay chắn ra ngoài. Điểm 15-12 cho Thái Nguyên. Tiếp pha phát bóng không thành công của các vận động viên Thái Nguyên. Điểm 13-15 cho Vĩnh Phúc. Rất đáng tiếc, bóng không qua lưới. Điểm 14-15 cho Vĩnh Phúc. Khoảng cách lúc này chỉ còn một điểm. Bóng chạm tay chắn của Thái Nguyên. Bóng rơi trong sân. 15 đều. Các vận động viên Thái Nguyên xin tạm dừng hội ý lần thứ nhất. Điểm san bằng 15 đều. Và thời gian tạm dừng hội ý của cái đội đã hết. Hiện tại các đội ra sân tiếp tục. Các vận động viên Vĩnh Phúc phát bóng. Vẫn chưa có điểm. Rồi là một pha đánh khuôn khéo của các vận động viên Thái Nguyên. Điểm 16-15. Sau pha bóng vừa rồi, điểm cho Vĩnh Phúc 16 đều. Hai đội đang giằng co điểm nhau rất quyết liệt ở trận đấu đầu tiên. Điểm cho Vĩnh Phúc 17-16. Bóng vẫn còn trên sân. Bóng chạm tay chắn ra ngoài.
điểm 16 đều, xin lỗi, điểm 17 đều. Bước vào thế trận của hiệp 1 này, các vận động viên của Vĩnh Phúc chơi bị tốt hơn. Điểm cho Vĩnh Phúc 18-17. Bóng trong sân, điểm 18 đều cho Thái Nguyên. Vĩnh Phúc có sự thay đổi về nhân sự. Điểm cho Vĩnh Phúc. Xin lỗi, điểm cho Thái Nguyên. 19-18. Tuy là một giải đấu của cấp học sinh nhưng các vận động viên thi đấu rất chuyên nghiệp. Hứa hẹn trận đấu hôm nay sẽ cống hiến cho mọi người một trận bóng sôi động và đầy kịch tính giữa hai đội chủ nhà Thái Nguyên và Vĩnh Phúc. Em phát mạng kém quá. Lát nữa em tắt like, em đăng lên trên YouTube luôn. Bởi vì phát trực tiếp này đường truyền nó hơi kém nên là chất lượng hình ảnh nó không thực sự tốt. Điểm cho Vĩnh Phúc 20-19. Và đây cũng là trận điểm cuối cùng ở trong set đấu đầu tiên. Trận vẫn đang tạm thời nghiêng về các vận động viên Vĩnh Phúc. Họ đã liên tiếp áp đảo đối thủ ở những bóng đầu tiên của set đấu thứ nhất. Và thời gian tạm dừng hội ý đã hết, trận đấu lại được tiếp tục. Bóng trong sân, điểm rút ngắn xuống 19-22. Xin lỗi, 20-22.
Và liệu rằng Thái Nguyên có thể lội ngược dòng được ở xét đấu đầu tiên hay không? Chúng ta tiếp tục theo dõi diễn biến của trận đấu. Một pha đánh bóng rất căng của các vận động viên Vĩnh Phúc. Điểm 23-21 cho Vĩnh Phúc. Các vận động viên Vĩnh Phúc tiếp tục có sự thay đổi về nhân sự. Số 12 ra sân và số 8 sẽ được chung vào sân. Cho Vĩnh Phúc. Các vận động viên của Vĩnh Phúc chơi với thế trận rất tốt. Hàng thủ và hàng công bọc lót rất hay. Bóng chặn tay ra ngoài, điểm 22-24 cho Thái Nguyên. Tạm dừng hội ý. Điểm trên sân lúc này đang tạm thời nghiêng về Vĩnh Phúc 24-23. Rất đáng tiếc. Điểm 25-23 cho Vĩnh Phúc. Trận đấu sau pha bóng vừa rồi thì trận trận đấu đầu tiên đã kết thúc. Điểm số 25-23. Rất tiếc cho các vận động viên chủ nhà. Họ đã rất cố gắng nhưng kết quả không được như ý. Và chúng ta tạm nghỉ trong ít phút để tiếp tục theo dõi diễn biến của trận đấu thứ hai. Và mong rằng ở trận đấu thứ hai các vận động viên chủ nhà sẽ thay đổi được tình thế và chơi với một thế trận tốt hơn. Do đường chuyền kém nên thì sẽ đăng tải trận đấu Thái Nguyên và Vĩnh Phúc trên kênh Tui Định Hóa Media. Mọi người quan tâm đến trận đấu có thể xem lại trên kênh. Xin cảm ơn mọi người.